Và exercise form cấu trúc suggest. Suggest chủ từ cộng với suggest. Rồi, có hai trường hợp, một là nó sẽ đi với verb in, còn thứ hai sẽ là suggest that chữ ngữ có xuất hoặc không xuất. Nhưng mà phải luôn là động từ giữ nguyên. Ví dụ như nên làm sẽ là should, verb be. Còn không nên làm sẽ là shouldn't, verb be. Còn nếu như không có should thì mình vẫn sẽ ghi là not verb be nhé. Mình không có chia don't, the gì trong này trơn á. Có should thì nó sẽ đi với should sẽ là shouldn't. Còn không có should thì đi với not. Còn nguyên mẫu thì không có should rồi. Bảo number one We suggest that the woman should limit the number of visitors daily. Daily là hàng ngày. That the government should limit the number of daily là hàng ngày, nó là tính từ nhé. Ha, mình sẽ ghi là daily visitor. Number two. Trang nè. Con thưa cô là I suggest that control should Deforestation, nếu chủ ngữ không có thì sẽ là we nhé. We. vâng Ok. should control the deforestation. Deforestation. Còn nếu như câu này nó từ câu 2, tức là cách thứ nhất là mình dùng từ we á. Mình dùng we, nhưng mà nếu như từ câu 2 tới câu 5 luôn nó không có cho mình chủ ngữ. Vậy thì có một loại câu mà không có chủ ngữ, không nói rõ ai là người làm, thì mình sẽ dùng câu gì, còn nhớ không? Câu gì mà không có chủ ngữ quy á? Câu bị động nhé. Để mình có cách thứ hai á. Vậy thì từ câu 3 trở xuống mình áp dụng công thức này luôn là I suggest that the deforestation should be controlled. Lúc này sẽ loại được. Loại được quy rồi. Bởi vì đề nó yêu cầu là không có cho chủ ngữ, cho nên mình sẽ chuyển nó thành câu bị động ha. Smoke là khói bụi. Smoke là khói, exhaust fume là khí thải. Khí thải cần phải được giảm nè. Bảo Ngọc nè, I suggest that. As we We reduce reduced smoke. mình thêm nhé, mình thêm từ nhé, the amount of lượng smokes and exhaust fume, khí thải exhaust fumes. Rồi cách thứ hai nè, cách thứ hai là mình đưa cái này lên làm chủ ngữ ha, the amount of. Đưa cái này lên làm chủ ngữ. Rồi sau đó mình sẽ ghi là should be reduced. I suggest that gây quỹ từ thiện nè, gây quỹ từ thiện. Cô ghi câu mẫu nhé. We should raise money for the charity. Chuyển sang câu bị động cho cô nào, Minh Phúc nè.
Con nữa cô là money will Should money be should be raises for the charity. for the charity. I suggest that valuable things là những đồ vật có giá trị ở những nơi có an toàn cao nhé. Ở những nơi sẽ là in places. We should valuable things in high security places. Rồi chuyển sang dạng bị động là I suggest that. Ngọc Phương nè. Nhật Phương bật mic lên chưa? Chuyển sang câu bị động của cái vế Cô ơi, sau. con vừa mới vào lại, con còn chưa kịp load nữa cô ạ. Chưa kịp lót. Trà My nè. I suggest that valuable things should be put in put ba cột rồi in high security. security places. Đi thi đề mà cho ví dụ đề cho mình giống như câu 1. Nó có chủ ngữ, có động từ, có tân ngữ rồi thì mình chia như thế này. Nhưng nếu như đề nó không cho tân ngữ nhá. Được chưa? Mà việc này là việc của chung mà mình có thể thêm từ we, còn để đảm bảo an toàn mình chuyển nó về hình thức câu bị động nhé. Là tân ngữ should be cộng với động từ của by đi. Ở đây là động từ nè. Rồi 2 phút sửa bài cho con nè. Làm đi 3 phút nhé. Deforestation là phá rừng. Smoke, khói. Exhaust fume, khí thải. Charity, tổ chức từ thiện. Valuable things, đồ vật có giá trị. Valuable, có giá trị. High security, an toàn cao. Độ an toàn cao. Valuable thing là gì hả cô? Đồ vật có giá trị. Valuable things có giá trị.
qua phần tiếp nhé. Viết lại câu này. Wouldn't cộng với động từ giữ nguyên. Trong câu này mình xác định động từ giữ nguyên là use. Chỗ nào? Use. Rồi, chỗ này sẽ là I. Tôi nè. I wouldn't. Thảo Nhi nè. I wouldn't use Ừ. the Còn lại village. viết lại là the village. The village is land. Rồi, to build new roads. Worth, công thức. It's worth. Verb in là xứng đáng làm cái gì đó. Động từ visit Minh Trang nè. Còn cô là it worth visiting the historical place of the area. It's worth visiting the historical places of the area. Historical places là di tích lịch sử ha. Historical là lịch sử, cho nên sẽ là di tích lịch Và cấu trúc suggest thì mình viết lại có rất là nhiều cách ha. Ví dụ như là gì? Shall we nè. Hoặc là how about, what about. Dùng cho câu what about. Bảo nè. What about visiting Joanna? Visiting The natural Tràng wonder of our area. An. Correct. See in là visiting á ha. A natural wonder, kỳ quan thiên nhiên trong khu vực của chúng tôi, area. Supposed là cho rằng, suppose sẽ bằng với expect nhé, và nó cũng dùng cái công thức là be supposed to, được cho rằng là làm cái gì đó, be supposed to verb. Vậy thì mình chỉ cần thay thôi. Trà My nè. The sleep village are supposed to mushroom into crowded town within 2 years. Ok. Các bạn sửa giùm cô cái từ villages, những ngôi làng, dùng ngữ là những ngôi làng. Ok, không có sửa villages đúng không? Rồi, supposed to, còn lại viết lại nhé. Mushroom là nấm, vì động từ của nó là gì ta? Nấm mà diễn tả ngôi làng, tức là nó sao? Mushroom là nấm, mà nếu là động từ thì nó có nghĩa là gì? Ngôi làng nó làm sao? Cũ kỹ quá à? Không phải cũ kỹ. Nấm mà một lần mình nhìn cái bãi đó, nấm nó làm sao? Động từ. Thị trấn đông đúc trong vòng 2 năm. Nó mọc lên. Mọc kiểu gì? Mình hay nói là mọc lên sao? Chưa nghe câu đó hả? Chưa nghe câu cụm ở trong tiếng Việt hả? Mọc lên như nấm, nghe bao giờ chưa? Cái cụm từ đó bao giờ chưa? Nấm ở trong rừng mà nó mọc, nó trổ 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 lên, nó mọc lên như nấm, có nghĩa là nhiều đó. Towns within 2 years.
Những ngôi làng yên tĩnh ha, được dự đoán là sẽ mọc lên như nấm ở những khu thị trấn đông đúc trong vòng 2 năm nữa, within 2 years. It is important là quan trọng, necessary là cần thiết, mình chỉ cần thay thôi nhé. Bảo Ngọc nè. Hai từ này bằng nghĩa nhau, thay cho cô nè. Necessary. To Necessary educate. to educate children to To preserve traditional. traditional values. Preserve là bảo tồn, bảo tồn các giá trị truyền thống. Preserve, bảo tồn các giá trị truyền thống. Educate, giáo dục trẻ em. Ba phút nữa anh. Present perfect and past simple. Hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn hết. As have, has, verb 3 ed or as verb 2 ed. Gạch dưới từ khóa cho cô nè. 5 times for a year. In and now, already, was 3 times since. Sao xin dùng mệnh đề gì nhé? Sao xin dùng quá khứ đơn không? Mình đề còn lại dùng hiện tại không thành. Rồi, so far. Rồi, was. Rồi, in the past few years. In the past, mình có từ in the past nhé. In the past thì là quá khứ đơn. Nhưng nếu mình có cái cụm là in the past cộng với cái từ years thì nhớ dùng hiện tại hoàn thành. Và từ past, cái từ ở trên nó mang nghĩa là quá khứ, nó mang nghĩa là trong quá khứ, nhưng mà từ past ở dưới mà đi với years nó mang nghĩa là vừa qua, trong những năm vừa qua, còn ở trên sẽ là trong quá khứ. Hai cụm này khác nhau nhé. Cái từ past đầu tiên nó là danh từ, in the past thì past này là danh từ, còn in the past cộng với year thì past này nó là tính từ.
Và since đoàn number one. Five times là thầy gì? Năm lần. Chúng ta hoàn thành khấu đoàn nào. Margot Martin has been to Greece five times. He loves Times. the place. Bốt năm và chiều. Con đơn cô là I have worked for to a company for a year. That's what after college. Computer company. Bảo Ngọc. We moved here in 19 1993. We 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 ở chỗ này có thiếu chữ nhé. For a long time. For a long time là được một thời gian rồi, dùng hiện tại hoàn thành nào. We we have been. have been here for a long time. Thiếu từ for nhé. Được for a long time hiện tại hoàn thành. Chà mi nè. Already have already Nhật Phương. Con số 5 là war ạ. War, war, cột 2 nhé, war. Bảo nè, 3 times since. I was and I have moved I three have times. moved since We got married. we got married. Sao xin dùng quá khứ đơn. Bên Trang nè. So far. Con thưa cô là have been ạ. Have been. Bởi vì đằng sau là danh từ số nhiều nên mình dùng have. Đằng sau mà số ít thì dùng has nhé. Rồi, Thảo Nhi. Hát lẻ. Was là quá khứ nhé. Quá khứ, played. Chà mi nè. It has become. Con đưa cô là câu số 10 là I have enjoyed skiing ever since I live in Switzerland. Seen I lived in Switzerland. Rồi tìm một form của nó nè. One of the sẽ đi với danh từ, mà một trong những thì phải đi với danh từ số nhiều. Tự làm ha, làm đi lát của sữa. Between nhân mình thấy từ once. Once ở đây là thay cho danh từ số nhiều. Từ once thay cho danh từ số nhiều. Cô lấy ví dụ như từ pen. Đằng trước nói từ pen, đằng sau muốn pen nữa sẽ là one. Cái bút này, cái bút kia. Còn ở trước mà là pens, mà đằng sau mà số nhiều sẽ là ones. Ones thay cho danh từ số nhiều. Trong tiếng Anh mình có từ and, nó sẽ nối với hai cái cùng chức năng nha. Vậy thì đằng sau sẽ là danh từ số nhiều. Đằng trước nối danh từ số nhiều. N số nhiều. Piece of. A very beautiful piece of. Chỗ này dùng danh từ nè. Embroider là thêu. Thì danh từ sẽ là bức thêu nhé. Bức tranh thêu á.
À, một trong những vấn đề lớn nhất của thành phố, danh từ số ít. Cô phân tích rồi, mình làm được từ nào, mình biết từ nào thì mình ghi từ đó ha. Photography, à, chủ ngữ be nè, dạng từ nè, câu bị động nhé, cụm ba y đi, cụm ba y đi. À, forbid là cấm, à, cấm chụp ảnh trong bảo tàng. Đồng từ chú em phải đi phải tính từ cho cô. Câu này là cấm, bị cấm chụp là câu bị động, tức là nó đi với tính từ hoặc là cụ bay đi, nhưng mà mình phải dịch nghĩa trong câu đó, mình phải dịch nghĩa trong câu đó là nó đang nói tính từ hay là động từ. Chỗ này là chụp hình bị cấm nhé, chụp hình bị cấm, người ta cấm chụp hình trong bảo tàng, đây là câu bị động, cấm chụp hình trong bảo tàng. À, town mà danh nè, trước danh từ thì giống dùng tính từ. Building noun, adjective. So I feel là sao, động từ feel là cảm thấy sẽ đi với tính từ. Tính từ người nhá, dùng tính từ ed hay là tính từ gốc in. Can là động từ trong câu. Vì ở đây mình cần một danh từ làm chủ ngữ. Chủ ngữ thì làm danh từ ha. Lấy danh từ làm chủ ngữ. Confidence là từ tính từ chuyển sang danh từ của nó. Choice. Choice là danh nè. Để suy ra inform dùng hình thức tính từ. Hiện tại hoàn thành sẽ đi với so sánh nhất nha. Đó là cái gì đó nhất mà tôi từng làm, so sánh nhất cộng với hiện tại hoàn thành. Rồi, chỗ này biết rồi, đang tự chia nè, đang rồi đang nữa. Nhớ dùng so sánh hơn, phải nhớ theo đảm bảo là đằng trước là to be thì đằng sau dùng tính từ, đằng trước là verb thì đằng sau dùng trạng từ nhé. Right, right là động từ nè. Get, get là động từ nối. Động từ nối nó giống như là to be vậy đó. Nào, get cộng cụ bay đi. Cụ bay đi đây nó đóng vai trò là một tính từ nhé. Ví dụ như là người đó giận đúng không? Thay vì cô bảo là she is angry, thì lúc này người ta ghi là she gets angry. Và get ở đây không có dịch là lấy nhé. Nó chỉ đơn giản là động từ to be thôi. Mình nói là cô ấy tức giận, mình chỗ đây có get cộng với động từ và cộng với tính từ. Rồi, the đi với danh từ. She was tính từ này. Family now, before now, adjective. Race now, adjective. Adjective nhưng mà bình thường là trước danh từ thì dùng adjective, nhưng mà từ này nó hơi đặc biệt nhé. Illiterate là tính từ sẵn rồi, và người ta nói là tỷ lệ illiterate là mù chữ. Nhưng mà đi thi không thể nào dùng lại cái tính từ người ta cho được, để ý nhá, tỷ lệ gì đó người ta phải dùng một danh từ đi với một danh từ. Cụm danh từ có hai hình thức nha. Một là sẽ bao gồm một tính từ đi với một danh từ. Cái thứ hai nữa là do cái cấu tạo từ của nó. Một số cụm danh từ sẽ được hình thành bởi hai danh từ đi với nhau. Danh từ cộng danh từ.
À, bảo con mồm nào. On the attraction in my hometown is the seasonal market, which is open every Sunday. Attraction, thêm S nhé. Attractions. Câu số 2, Phúc nào. Pen gì cơ? Pen gì mà Con gia được danh gọi từ đây? là bên bên team à? Đúng rồi, paintings. Rồi, danh từ của embroider. Danh từ của embroider Minh Trang. Nhớ không? Không nhớ hả? Nhớ không? Không ạ. Rồi, embroidery. Embroidery. Bức thêu à? Embroidery. Rồi, thành phố. Employ là thuê nhá. Ở trong thành phố lớn thì người ta bị thất nghiệp. Thất nghiệp của từ employed. Bạn nào biết không? Bạn nào biết từ thất nghiệp của từ employed không? Unemployed à? Đúng rồi, danh từ là gì? Unemployed gì? Unemployment à? Chính xác. Unemployment. Phơ gì? Phơ biết gì? Forbidden ạ. Phơ biết đèn. Population là danh từ, tính từ là cái phần này khó, bạn nào biết cứ đọc đáp án cho cô nhé. Sai thì thôi. Popular. Populated. Popular. Populated. Populated. Population là dân số, còn populated là tính từ, có nghĩa là đông dân. Thành thị trấn đông dân. Forbidden là cấm rồi. Unemployment, thất nghiệp. Cô ghi nghĩa bên cạnh nhé. Attraction là điểm thu hút khách du lịch nè. Painting, bức họa. History, tính từ. Historic Past. Story gì? historical Historical. Historical. Hoặc là historic cũng đúng nhé. Hai từ này bằng nhau. Historic. Building là tòa nhà lịch sử. Building. Embarrass, tính từ miêu tả người, là thêm em nghe thêm đi đi. em đi đi ạ. Thêm đi đi. Embarrassed. Confidence. Có phi đình bỏ tê thêm xe ạ. Informed. Từ này, inform có nghĩa là gì? Bạn nào biết nè, bình thường cái nghĩa này là gì? Cái nghĩa hay gặp của từ đây là gì biết không? Cái nghĩa mà mình hay gặp nhất á, ở khi mà mình học tại phổ thông ấy, nó có nghĩa là thông báo. Còn đi làm trong công ty cũng có nghĩa là thông báo. Tuy nhiên, cái từ này mà thêm ED nó có nghĩa là sáng suốt. Informed choice tức là sự lựa chọn sáng suốt hoặc là sự lựa chọn thông minh. Make an informed choice. Đưa ra sự lựa chọn sáng suốt. Nhập phương so sánh nhất nè. This Ok. is the most interesting. The most interesting. So sánh hơn, Trà My nè. Holiday by the sea is better than a holiday in the mountain. Minh Trang, so sánh hơn. More expensive. More expensive than. Bảo Ngọc nè, so sánh hơn. Longer. Longer, sống lâu hơn, live longer.
Em có bạn đâu ạ? Thảo Nhi. More carefully. More carefully. Someone is Ra thiên bảng nè. Việt Nam thì bây giờ More fluent. Động từ, Someone trạng từ, fluent vậy. in Fluently. À, fluently. Bởi vì từ speak là động từ ha. Động đi với trạng. Trang nào. Right. Clearly, clearly. Well, clearly. Tính từ thêm ly ra tình trạng từ. Rồi. Get frustrated nhé. Frustrated là, bạn nào nhớ nghĩa từ đây không? Cái Tức bài là giận cảm xúc quá. À, tức giận hoặc là gì nữa? Cái kiểu suy sụp á. Suy sụp á, frustrated. Kiểu là trong lòng sụp đổ luôn. Frustrated. Vừa giận mà vừa sụp, suy sụp nữa. Frustrated. Ơi, họ bị ấn tượng bởi cái gì của người địa phương? Sự thân thiện danh từ là gì nhỉ? Tính từ là friend vậy. Friendly Friendly. À, thế động danh từ là friendly vậy. Thêm gì. Danh từ. Thêm n sai thêm mình. Friendship Friendship là tình hữu nghị. Friendly Friendly. Câu hỏi là thêm n hay là thêm mình? Thêm n nhé. Friendliness. Sự thân thiện. Em nói Friendship là tình hữu nghị giữa 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 hai nước với nhau, còn đây là người địa phương sẽ là sự thân thiện ha. Sự thân thiện. Rồi, tính từ miêu tả người nè. Minh Phúc nè. nó gọi là annoy Anh nói làm thêm sao? ED ạ, thêm Thêm ED ạ. đi. À, rồi. Gia đình đông thế hệ nè. Cha mi. Extended. À, nói luôn rồi, standard chưa kịp gọi nữa. Rồi, danh từ của từ illiterate là illiterate gì? Hả? Illiterative à? Ừ, tiếp tiếp là tính từ rồi. Cái gốc danh từ của Dang. nó. Chạy đi tìm lẹ, chạy đi tìm. Illiterate. Racy, À, illiteracy. illiteracy là sự ha, tức là cái kia là mù chữ, là tính từ. Illiteracy, rate, tỷ lệ mù chữ. À, có một số từ mình đi với tính từ nhưng mà có một số cụm của nó luôn, mà mình bắt buộc phải đi chung với nhau. À, cho nên cô chuẩn bị 7 ha. Illiteracy. Rồi, bài tiếp theo nhé. Bài này để thứ tư cô sửa. Bài đọc để thứ tư cô sửa nhé. Bởi vì mình làm bài đọc, não mình vận động rất là nhiều. Để cô dùng bài đọc luôn buổi. Ha. Tiếp nè, trang 19 nè. Minh Phúc nè. Còn cô là John told his mother that he didn't know how to do this ex that exercise. À, ok. That exercise.
Nhạc Phương nè, Ôi, cái bài này trang bao nhiêu cả? 119, Vâng ạ. 119, 119, 119. Nhạc Phương nè, Advice to Câu God. hai là my brother advised me not to come back before 1 o'clock. Đoàn Đoàn Dạ. là Are you to go fishing when I was young? Thảo Nhi. My friend asked me if I were going to meet the following À, the following này. Bảo Ngọc nè. day. What Hey. time? Quá khứ chuyển về, quá khứ hoàn thành, lưu chuyển thành. Hát cơ. À, hết còn. Hát Last night chuyển thành gì? cơ. Hát cơ. Chưa biết. The night. Ngày before. À, the night before hoặc là the previous night. Bảo nè, Bảo Lâm hai câu nè. Câu 6 có chọn à? À, tập là cơ động. Service đúng không? Attraction, like for artisan. Câu A đúng rồi. Câu số 7 nè. Đấy, chính là C ạ. C Đây là là frame. không B, B đúng Place. không? À, B, artisan. À, mình là layer. Minh Trang hai câu tiếp nè. Còn nó cô là C ạ. C, drum culture, museum and sculpture. Weave. Tiếp nào. Treat Treat. do drum Do. Drum head. D. Nhạc Phương à. Ondo. Từ này không biết đọc, từ đây đọc sao nhỉ? True. True là answer. Còn từ này? Tablecloth. À, answer luôn. Rồi, chọn câu A. À. À, authenticity là tính xác thực. À, authenticity. Mình có từ authentic hàng hàng đúng. Authenticity, tính xác thực. Trà My hai câu tiếp theo nè. Mười một Một con chưa đêm. xong cô ơi, con chưa chơi xong. Mình sẽ xong. Để cô quay lại nhé.
Xem chưa? Đoán tay con máy rồi. Rồi qua. Rồi. Mấy câu thứ hai là mi nè. 12 à. Because tôi biết là họ nói với tôi, đang nói về tôi, vì khi tôi bước vào họ im lặng luôn. Đang nói xấu đó. Bảo nè. Not to take it. Not to work. Rồi. Not to work. Câu 14 nè. Lúc tôi bước vào là cô ấy đang làm gì? Bảo, cô ấy đang làm gì? What having? What's happening? Cô ấy đang tắm. Phút nào? Con cô là nobody like the film. Didn't they ạ? À This không, day. This day. Bởi vì no nó là phủ định rồi, cho nên đằng sau sẽ là khẳng định ha. Câu 16 nè. Phút nè. Con cô là although he loved his country, he spent most of his life abroad. Ông đâu không có đi với bác được, cho nên phải bỏ Say bác à? đi nhé. Say. Rồi. Although là mặc dù nhưng mà là tiếng Việt, nhưng mà tiếng Anh nó là although là không có đi với bác ha. Công thức của mình sẽ là although, mặc dù cái gì đó nè. Rồi chủ ngữ động từ phẩy, chủ ngữ động từ nó sẽ bằng với câu là mình đây đó. Rồi bỏ undo đi thì từ bớt nó sẽ xuất hiện ở sau dấu phẩy. Tương tự mình có từ because nhé. Because là bởi vì cái chuyện gì đó nè, cho nên cái chuyện kia, nhưng mà thực ra because với so không được đi với nhau. Thay vào đó thì mình sẽ viết lại là mình bỏ chữ because đi, chữ so nó chèn ở giữa. Tiếng Việt của mình là bởi vì cho nên, nhưng mà tiếng Anh chỉ lấy được một từ thôi, không lấy được cả hai. Đùi gì mà 43134 gì, điệp danh gì đây, 13413 là gì? Rồi đoàn nào, Có đâu cô, câu 17 là many students ăn kinon ạ. yêu thích học mà chưa, không thích học mà chưa. Có 18 rồi. He hasn't written to me, xin ghi mê lát hàng ạ. Hiện tại hoàn thành quá cứ đâu, dùng xin. Nhật Phương nè. Không, 19 là rely on, chọn C. Đúng rồi, chọn C. Có 20, Nhật Phương. 30 là because chọn ạ. Because, bởi vì trời mưa to. Dùng used to hoặc là didn't used to đi với động từ người ta cho be, q transport và time. Be là to be ha. Sau to be sẽ đi với tính từ. Phát Hoặc tán là đi gì là by. gì hả cô? Hả? Phát tán đi gì cô? Ở đâu, ở đâu? Ở câu số 24. Fatal. Căn bệnh gây chết người. Căn bệnh gây chết người. Kill là giết. Transport, vận chuyển. Dye là nhuộm, nhuộm màu á. Nhuộm màu á. Ngày xưa người ta nhuộm vải ha. Dye. Từ khóa nào. Extended. Families là chủ ngữ á, Gia đình đoàn nào, gia đình đoàn câu một à, go in the country chia sẻ Việt Nam family YouTube extended yeah nè. GMO generation live together in the same house the farmer in my home village YouTube transport ride home on trucks. Used to hay là didn't used to? Bởi vì nó có là Didn't đi you used. too? Didn't you too? Didn't you Thôi, too?
Họ dùng xe bò nè, cho nên là họ không có dùng truck được. Và chỗ này sẽ là distance used to nhé. Có hành đến đền dư chưa hả cô? Ok. Làm tiếp nào, làm được làm nào. Đó là cô, Plot. in many place in the world, people usually clothed with natural materials. Materials. Cuối cùng nào. Còn cuối Houston. cùng, tuberculosis, TB used to kill a lot of people. It was a fatal disease. Ừ, căn bệnh gây chết người fatal. Và bài reading cô bỏ qua nhé. Xong chưa? Rồi, bài reading hôm sau cô sửa, sửa cho cô phần. Phần tiếp theo là mở trang 22 ha. Trang 22 nè. Rồi. Người ta biết rằng people know that. Vịnh Hạ Long, Hạ Long Bay được công nhận bởi UNESCO. Được công nhận bởi UNESCO. Minh Trang nè. Con thấy cô là World Recognize Recognize by UNESCO. UNESCO. Văn miếu quốc tử giám, Temple of Literature là điểm đến đầu tiên trong lịch trình của tôi, tức là tôi đi du lịch đó thì nó là nơi điểm đầu tiên mà tôi đi tham quan. Temple of Literature is the bảo nè, điểm đến đầu tiên của tôi, điểm đến đầu tiên trong lịch trình của tôi. It's the first destination of my schedule. Hoặc là in cũng được nhé. In of my schedule, lịch trình, schedule, lịch trình. Họ nghĩ rằng they think that cái việc đó là cái việc này nè, đi tham quan nơi này trong khoảng thời gian this time of the year là tuyệt vời nhất, là tuyệt vời nhất. Is the best. Phúc làm cho cô nào. Động từ mà làm chủ ngữ thì mình phải thêm gì? They think that visiting Đúng rồi. Mai Châu. my show is the best time. This time of the year đã nè. Thời gian này trong năm là It's the best is không phải is the best. time. If Tức là làm cái việc này là tuyệt vời nhất. Is the best.
People believe that, người ta tin rằng. Hàng đi tham quan chùa Hương, will bring, mang lại may mắn. May mắn là gì đây? Thảo Nhi nè. Tham quan chùa Hương, làm chủ ngữ à, động từ thêm. Thêm in À, thêm in visiting. Ừ. visiting while the will bring luck. À, may mắn là cái gì lắm nhỉ? Đi không? Good Lucky. luck ha. Lucky là tính từ ha. Ở đây sẽ là good luck. Will bring good luck. Good luck là may mắn. Còn bad luck là xui xẻo. À, good luck nó trái nghĩa với bad luck ha. Lucky là tính từ. Còn là danh từ sẽ là luck. Luck là may nhưng mà người ta sẽ chia ra là good luck. À, good luck là may mắn. Mà trái nghĩa với bad luck là xui xẻo. Alright, started. Bạn với setup. Stay equal ngang bằng với sẽ bằng với keep up with là theo kịp, bắt kịp một ay đó. Chỉ thay thôi nhé. Rồi đọc cho cô nào. I don't remember. I don't remember exactly when my parents set up the workshop. Câu tiếp theo nào. Ago là we have to try harder so that our handicraft can keep up with them. Handicrafts là đồ thủ công. Rồi, can keep up with, bắt kịp, đuổi kịp ai đó. Bắt kịp xu thế. Handicrafts, đồ thủ công. Rồi 8:33 tới 8:40 mình học lại nhé.
Rồi mình sửa bài tiếp đi. Lật cho cô trang 24 nha. Trang 24 nè. Rồi. Thảo Nhi number one Yêu cầu Hà Nội thử bé mình nhé. Thảo Nhi có một hai. Con không biết là sao âm ạ. Trọng âm. Nhấn âm. Primary official tropical language. Tôi không biết làm trọng âm ạ. Không biết làm à? Ừ. Rồi cả lớp làm bài, cô đọc cả lớp tự đánh nhé. Cô đọc qua một lần ha. Cô đọc từ 1 đến 5 mình tự đánh nhé. Primary official tropical language number 2 population mausoleum correspond compulsory number 3 design mention, prefer, inspire. Number 4, carefully, correctly, seriously, personally. Number 5, excited, confident, interested. Memorable. Bảo number Câu một con là phân vân giữa B và C. one. Đáp án là Primary là B. một. Tropical là gì? Một Một. luôn. Official nhé. Official. Nhấn âm 2. Phút nào. Con nuôi cô là ba, con chọn D ạ. Mausoleum correspond compulsory. Bảo Ngọc nè. Bảo Ngọc. Quan trọng đi. D. Design, mention, prefer, inspire. Inspire. B. Nhật Phương. Cô 4 con chọn B. B. Carefully, correctly, seriously, personally. Jamie Cô 5 ạ. nè. Excited, confident, interested, memorable. Những bạn mà gặp khó khăn trong cái ba âm nhấn là do lúc mình đọc mình không có đọc nhấn lên, nhấn nhấn nó giống như dấu sắc, hơi hơi giống dấu sắc của mình. Bây giờ mình đọc là memorable thì mình không có biết nhấn, đọc memorable, memorable. Mình phải nhấn cái âm đó cho quen nhé. Rồi, tiếp theo nè. Rồi, câu số 6. Clothing, clubs, ethnic things. Clothes, cloth, ethnic, Anh chọn think. A. Anh chọn À. A. Minh Trang nè.
Còn lời cô là D. D. Mình có nhóm ha, quy tắc cái âm ID nè. Nhóm 1 là chữ T với chữ D cộng ID. Mình phát âm thành chữ X là tit dit. Nhóm số 2. Chữ của vậy là gì? Chính. Chính phủ không phát sổ sách. Được chưa? Cho em xem. Đi thi nhớ viết ra giấy nháp cho bà bị rối nhé. Cho em xem, tức là những âm này mà cộng với ID phải âm thành chữ tờ cho cô. Star. Âm thành chữ tờ nhé. Như là watched, loved, kissed. Âm chữ T. Rồi nhóm 3 thì còn lại âm chữ D. Và chữ P là nhóm 2 nhé. Start, designed, embroidered and used. Bởi vì chữ này đọc là Z. Used. Rồi, câu A. Thảo Nhi nè. Account Country. about About. the sound của bé. Okay. Bảo Ngọc nè. Correct gì đây? Correction. Correction. Action. Correction. Question. Nay. Nation. Okay. Inspiration. B. B. Phúc nè. Con được gọi là gather. Gather. Earth. Earth. Theater. Theater. Thank you. Theater. Nhà hát mà. Theater, movie Thank you. theater. Thank. Còn ai? Next one. Cô mời đáp Em. án gì em bố? Ai. Trang, câu 11. Em. Tên này đáp án. Con nghĩ là B ạ. B between nhé. Giữa A và B. Shape là danh từ. Bảo nè. Shape and hit. Height. Này mình sẽ đọc là height. Mình đọc giống như chữ dưới nhưng mà mình thêm chữ T vào. Đọc là height. Chiều cao á. Chiều cao. Hình dáng và chiều cao. Câu 13. Suburb. Nhiều người mua nhà ở ngoại ô. Tránh tiếng ồn và ô nhiễm. Trà My nè. Của C. Xe sau đó. Để tránh tiếng ồn và ô nhiễm. Suburb, ngoại ô. Number 14. Where? Nơi nào để đi? Where gì đây? Nhật Phương. Where to go chọn B. Đúng rồi. Mình có cái câu là how to do nè. Làm thế nào nè. Đúng không? Rồi ví dụ như làm gì? What to do? Khi nào đi? When to go? Agree. Diplomatic relations. Mối quan hệ ha, mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, two countries. Agree là đồng ý, give up, từ bỏ, set up, thành lập, thiết lập, deal with. Deal with là giải quyết, đối phó, overcome, vượt qua. Đoạn. Con ơi cô, câu 15 là set up ạ. Set up rồi. Keep up từ Give bỏ. up là từ bỏ, deal with là giải quyết, overcome là vượt qua. Đoàn bạc cam lên. Cái gì vậy đoàn? Hả? Đổi cái tên gì mà khó đọc vậy? Để tên nó còn tắt cam nữa. Difficult to changes, sự thay đổi, công nghệ, go with, đi với, work through, nhìn tức là cái kiểu là kiểm tra đó, nhìn xuyên qua là kiểm tra, keep up with là bắt kịp, turn up, vặn lớn, âm lượng, tức là tăng âm lượng. B nào? Con nghĩ là chưa bao quy của Rồi, tranh được người ta. Rồi, nhà hát và nhà hàng. Câu này quen quá. Phút nào. con nói cô Nằm là ở đâu đó. acid Situated. Câu 18. Cottage, ngôi nhà tranh, bảo nào. Picturesque. Don't like. con cô là Do you enjoy? Thảo Nhi nào. watching. Watching. Câu thường thuộc. Bảo Ngọc. Like, liked. Camera không hoạt động, đem nó lại. Đoàn nào? Câu 22 giờ như camera didn't work. So I took it back to the shop ạ. Đem nó lại. Không thể đi con đường này bởi vì con đường nó rất nhập phương nè. It being repaired. Nhập phương nào. Con đường nó sao đây? Đòi làm hết rồi hả? Đâu có, Con. câu này có làm rồi. Có làm rồi ở một cái phiếu khác, cho về phiếu này. Ok. Nhập phương nào. Con nghĩ là B hoặc D. B hoặc D. Câu B là hiện tại, còn câu C là câu D là quá khứ, cho nên là can't là hiện tại nhé. Thì sẽ là liên Bà quan tới hiện chọn tại. B. Câu C nhé, câu bị động, nó đang được sửa, nó đang được cho nên giờ này mình không có đi, nó đang được sửa. Trang nào. Mỗi quốc gia đều tôn trọng cái gì được bảo tồn lâu đời. Bảo tồn lâu đời. Con có là traditional. Traditional là tính từ không? Thì cái đó Tradition. tradition là danh từ hết. Truyền thống mà được bảo tồn lâu đời. Câu tường thuật nào. Bảo. If Kêu một phần nữa nè. Will đúng không? Will thì cô cần một chủ một danh từ mà có many thì danh từ số nhiều quá à. Rồi, chỗ này quen quá, nãy có một lần rồi, danh từ số nhiều.
tính từ. Danh từ. Letters là tính từ. Sau đó dùng danh nè, đây là tính từ. Phút nè, danh từ số nhiều của activity là Activity là danh từ luôn đó. Danh từ số nhiều mình phải làm sao? Activity Đúng rồi. Chuyển ngay dài thành đi ngắn nhé. Activities. Đoạn câu 2. 27 nè. One of the attraction thêm S gì ạ? Russians. Bảo. Anh đang hát mà em. Embarrassed. Embarrassed. Hả? Embarrassed. Embarrassed. Inform là thông tin nào. Thông tin nào bảo mật. Information. Information. Thảo Nhi tính từ của popularity. Popularity là phổ biến. Tính từ của nó là Population. population là dân số, còn popularity là phổ biến là ai cũng biết á. Popular nhé, hai từ này nó khác nhau ha. Tôi ghi lại nè. Population là dân số, và tính từ của nó sẽ là populated là đông dân. Còn popularity là sự phổ biến, sự ưa chuộng, tính từ của nó là popular. Nhìn nó hơi giống giống thôi nó. Sorry, popular. Nó hơi giống thôi chứ nó không có liên quan gì hết đó. Population là populated. Bài đọc để đây luôn. Bài đọc sau cô mới xử nhé. Trang 28 nè. Sorry nè. Tin của bạn nha. Tin buồn của bạn làm cho tôi buồn. Là tôi cảm thấy buồn khi nghe tin của bạn. Tôi cảm thấy tiếc khi nghe tin của bạn nhé. Rồi. I'm sorry to hear your bad news. Take up all of my time là chiếm hết tất cả thời gian của tôi. Chiếm hết tất cả thời gian của tôi. Dùng công thức cho cô là tôi bận làm gì đó. Busy verb in nhé. Busy là tính từ cho nên dùng to be. Rồi, tôi bận ôn bài nè. Bảo nè. I am busy. Động từ là ôn bài. Revising. Revising. Revising for exam. Còn cái take up my time là bằng nghỉ với từ busy rồi. Vậy ở đây còn lại sẽ là gì nhỉ? Còn lại At the nữa là một moment. cụm nữa là at the moment. Ôn bài. Kiểm tra. Ôn bài thi. Chiếm hết tất cả thời gian của tôi lúc này. Thì tức là tôi bằng ôn thi. Lúc này. Tôi không biết tôi không biết về sự kiện lịch sử cho nên tôi không thể giúp cô ấy. Chỗ này là sự thật, vậy thì đưa về câu điều kiện loại loại 2 nè. Nếu tôi biết thì tôi giúp nè. Loại 2 Nhật Phương nè. If I knew much about historical event,
I would have her with her history homework. Correct. Story called events. I would, hoặc là I could have her historical homework. Phải cấu trúc spend time verb in nào. À, một người nào đó spend time verb in thì sẽ bằng chủ ngữ it, text, cái người đó, time. À, từ text mình phải tự chia, từ text cô chưa có chia ha, mình phải tự chia. Ví dụ hiện tại sẽ là text, còn quá khứ thì sẽ là took. Rồi time cộng với to verb. Phúc làm câu 14 bốn cho cô nào. Con nước cô là fire 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 fighter Đúng. it take fire fighter 2 hours to release the driver from the Nhưng mà chỗ này là chút nhé. Bởi vì từ spent quá khứ, đúng không? Thầy thật chút. Rồi. It took firefighter. Lính cứu hỏa. Rồi. Còn với thời gian là 2 hours. To verb là to release, tạm thời chuyển về giữ nguyên mẫu. Còn lại viết lại ha, the driver from the wreckage. Lính cứu hỏa mất 2 giờ để release, là giải phóng, tức là kéo cái người tài xế này ra khỏi cái đống đổ nát đó. Chắc là ông này cũng bị tai nạn đó. Người ta tới, người ta lôi ông ra. Rồi, before và after. Quá khứ hoàn thành. Before, quá khứ đâu. Mình sẽ là after, quá khứ hoàn thành. Phải quá khứ đơn nhé. Hoặc mình còn có cách nữa là quá khứ đơn, after quá khứ hoàn thành. After sẽ đem với thì quá khứ hoàn thành. Thảo Nhi nè. After I have sent my document, the computer crashes. Ok. Sau khi tôi lưu tài liệu. Thì máy tính của tôi bị hư luôn. Máy tính bị đau đó, computer. Crash. Cô ơi, sai chính tả của cô ơi. Nó phải là hát xếp chứ cô. Lấy cái trang từ vựng hôm trước cô gửi cái file ra mình sửa nhé. Từ vựng rất là nhiều. Từ vựng của unit 1 tới unit 6 luôn á. Đây ha. Cô sửa bài 4 trước. 4, 5, 6 nó gần mình trước. Sửa bài 4, 5, 6 Có trước chưa rồi nhé. xong cô ơi. Sửa 1, 2, 3. Thứ tư mình làm kiểm tra cho nên là cô gửi đề vào trong nhóm nhé. Bạn nào in trước thì bảo bố mẹ nhắn cho cô lấy pass mở ha.
Cô chụp vào hợp chat nhé. À, câu 4 nè. Bài 4 câu 1 nè. À, không có so sánh hơn. Bố tôi muốn tôi ghi điểm mà cô loại bớt nhé. Không thể nào là S được. Ghi điểm cao trong bài thi giờ chỉ có là cao, cao hơn và cao nhất. Bố tôi muốn tôi ghi điểm kiểu gì? Ghi điểm kiểu gì? Cao cao hơn và cao nhất. Cao nhất. Cao nhất, bố nào không thích mình cây cao nhất chứ ha, highest. Câu số 2, cô ấy has, has là động từ nên sẽ đi với danh nhé. À, danh từ là gì Frustration. đây? À, Frustration. frustration. À, frustration. Rồi, à, nấu ăn, rồi giặt quần áo là kỹ năng gì đây? Housekeeping. À, housekeeping. Dọn dẹp nhà cửa ha. Housekeeping. Tôi, cô ấy thắng rồi. Người ta thắng rồi mình làm gì người ta nhỉ? Chúc mừng là con rác. Congratulations. Chúc mừng. Tại người ta thắng rồi. Congratulations. Chúc mừng. À, bạn của mình thức khuya để học bài, lúc này mình nói với bạn sao? Thức khuya với học bài, lúc này tức là bạn ấy rất là lo ấy, mình bảo bạn sao? Well done, tốt lắm. I know how you feel, tôi biết được giờ bạn đang cảm thấy như thế nào. Stay calm, bình tĩnh đi, everything will be alright, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. A really great job. Tốt đấy. Giờ bạn mình thức khuya học thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe cho nên mình mới nói bạn sao? Mình khuyên bạn sao? Không biết khuyên hả? À, câu nào hợp lý nhất? Rồi anh. Nó có là B ạ. Stay calm. B, Everything rồi. will be on Ừ, bình tĩnh đi đừng có lo quá. Câu số 6 nè, câu này mới làm xong luôn. Nhiều nước, à, mối quan hệ. Ngoại alright. giao, à, setup, mối quan hệ. Thay đổi công nghệ. Keep up. Keep up with. À, keep up with. Bắt kịp thay đổi công nghệ. Họ, một số người ứng tuyển công việc nhưng mà hai người bị từ chối. Hơn đau quá. Thanh đào từ chối. Loại máy đây. Loại hai quá. Loại hai Word. quá. Rồi. Word. Tiếp nào. 56 trang. Cuốn sách có 56 trang. Quá. Con chọn đáp. Con đang phân vân giữa đáp án C và đáp án D ạ. CVD. À. Câu A. Tại sao giờ cô nhân lại nhé? Giờ cô nói là cái bàn nó có bốn cái chân nhé. Cô sẽ ghi là a table. Nhưng cuối À, cùng qua lại chọn has. A quá. Ok, hai bốn chân. Còn khi nào mình dùng cái dấu gạch ngang thì mình mới nói là đây là một cái bàn có bốn chân nhé. This is a, cái bàn bốn chân sẽ là four legs. Rồi mới dùng từ table. Thì khi mà mình dùng cái dấu gạch ngang ấy, nó đứng làm chức năng của một tính từ. Chỉ khi nào nó đứng trước danh từ thì mình mới dùng theo hình thức này nhé.
Được chưa? Còn bình thường nó có thì chỗ này là bình thường thôi, tăng ngữ thôi. Có 4 cái chân. Thì cuốn sách này có 56 trang. Câu 11. Correspond. Phản hồi thư với người nào đó. Correspond với, trả lời thư với nhau. Chua. Correspond to hả? To each other. Có chắc có từ to không? Bình thường là từ with nè. Có cả to và with luôn. Để cô xem người sao nhé. Rồi, nghe nghĩa vào cho cô, nghe dấu nè, ghi chú nè. Mình có từ correspond to something, nhưng mà correspond with somebody thì tại each other đây mình nghĩ là người nhé. À, phản hồi với ai đó, đừng biết. Bởi vì each other đây chỉ người, hai người này. Proud, tự hào nè. Proud, proud, tự hào. Câu hỏi mình cứ đoán nhé, đoán mình mới nhớ được. Sao thì thôi nhé. Rồi, jeans là số nhiều, Nhật Phương nè. 13 chọn B. B. 14 Thảo Nhi. 10. D. Câu D là đang diễn ra nhé. Tiền chuyện kia bất ngờ, còn này là khi ông ấy còn trẻ thì ông ấy đã từng nhé. You Mình do what? dùng used to work. Ông ấy đã từng đi bộ đi làm khi ông ấy còn trẻ, cũng như là đang làm gì thì bỗng dưng một chuyện khác xảy tới, lúc đó nó mới thành qua cái tiết diễn ha. Rồi, need to, nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dùng gì đây? À, take a break, nghỉ ngơi. Cách coi Take. Và số 5. Ngôi làng. Trà My nè. C. Và còn mấy phút nữa cô sửa nhanh nhá. Bạn nào biết đáp án cứ đọc đáp án nha. À, cô gọi em mình mất mấy giây nữa. Sửa cho nhanh để kịp ôn thi ha. Rồi. Công nhận quốc tế nè. Recognition. À, recognition. Recognition. Công. Buổi lễ cưới. Rồi, phải phép tình. À, setting cho lễ cưới. Rồi, tòa nhà mà bảo vệ khỏi sự tấn công của Có kẻ chết. thù. Ít tờ đồ. Fortress. Fortress. Green, thành lũy cho cô. Thành lũy là người dân chạy vào đó. Người dân Có chạy chết. vào đó. Hôm nay con Có vừa sai làm chỉ trên lớp nào. xong. Cái thành lũy là cái kinh thành đó. Kinh thành nó sẽ sơ đồ á, là người dân chạy vào, khi có giặc tới thì người dân chạy vào thành, xong người ta đóng cửa lại. Còn cái nơi này là stronger nhá, pháo đài. Stronger mới học xong hả? Protected against attack. Fortress là À pháo vâng. đài. Câu số 5. Bảo Measures. vệ giảm ô nhiễm. Phương pháp measures. Đặc điểm. Geological. Geological là địa chất.
địa chất, còn anh này là cái gì đây, cái khu phức hợp Tràng An nổi tiếng về Nhìn hệ hoa sinh thái, Romantolo. từ từ, hệ sinh thái đa dạng, rồi vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và đặc điểm sinh thái á. Sinh thái, còn ecological là địa chất. Địa chất thì nó sẽ liên quan tới mấy nhà khảo cổ học, rồi tính toán dầu mỏ gì đó. Environmental là môi trường. Và Còn này là ecological. sinh thái, ecological, đặc điểm sinh thái. Sinh thái đó kiểu là nói về du lịch nhiều hơn nhé, là sự liên quan tới sinh thái. Địa chất thì người ta đi nghiên cứu rồi tính toán rồi đủ thứ trong đất đó. Câu số 7 nè. Triều đình nhà Hồ. Setting Cái được được không bố? được setting nhé, có khung cảnh à, setting ở đây là động từ thì là có khung cảnh à, đường marble là đá cẩm thạch marble rồi. Rồi, tòa nhà bảo tồn Mỹ Sơn nó là cái gì đây? Cái tòa nhà đó nó gọi là A structure là gì? Mình dịch là kiến trúc nhé. Kiến trúc hoặc là cấu trúc. Arrangement là sắp xếp. Apartment căn hộ. Plans kế hoạch. Tòa nhà này thì gọi là nó là kiến trúc ha, structures. Rồi, kinh thành Thăng Long là Central. central, trung tâm quyền lực chính trị. Political power. Power là quyền lực chính trị. Trung tâm quyền lực chính trị. Câu bị động nè. It Con tám đã bán gì đây cô? structure kiến trúc. Câu 10 là It is said that China dug up the ocean floor to build an artificial island. This is hai. Ủa, hai câu giống nhau vậy? It is said that China dug up the ocean floor to build artificial islands. À, đảo nhân tạo ha. Artificial, đảo nhân tạo. Nhà máy. Nhà máy nó trang bị hay nó được trang bị? Được trang bị à? Được trang bị là suit. Suit gì đây? Should be equipped. À, equipped. Suggest verb. Sao ghét với bên ạ? Đây là con đường. Xây con đường hay là bị xây con đường? Sao con đường à? À, có chủ động. Xây đường. C building. Rồi Câu ít này ít con nè. chọn It was reported that some foreigner had collected rubbish on car bit. Không 15. Câu 15 con chọn suit max. À, should make foreign tourists là Nên du làm khách. Du nên khách. cách Nên làm trở cho du khách trở lại hả? trở lại Việt Nam một lần nữa. Should make
Foreign tourist. Điều quan trọng là chúng Will ta. will will make ạ. Will 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 make ạ. So important Hãy đã đưa dù. kiểm soát cho cô không? Thì có làm đúng mà. Thì cô đang ngồi cô check lại đó. Rồi, câu 16 nè. Không biết đọc nè. Illiterate. Câu nè. Illiterate. Illiterate, illiterate, mù chữ. Suggest. Should have. Short Should limit. Bây giờ không còn nữa. limit. À, used to have. Chế từ khóa đi thi gặp lại thấy cái từ đó quen quen quá à, cái công thức này nè quá khứ nè làm thầy dưỡng nghe Didn't you draw? tình yêu still XE này đây It thought that the first yeah. level was beyond the current size of thiên to in the 15th century during the rise of Lê Thánh Tông. Rồi. À, cửa hàng thời trang là điểm thu hút trong thành phố. Chất lượng tốt. Bởi vì Bởi vì mà. từ nay toàn phương B với C thôi À, cô không biết đâu, cô không để ý BC đâu, cô chỉ để ý từ vựng thôi nè. Not only thì đi với. cô ạ. Bớt ăn sâu. À, bronzer sơ không những mà còn. Đấy lại B rồi. B hả? Rồi câu 8 thì sao? Đây Nó điện. được Nào con gọi đi. là Đây điện. câu nào B à? B à? à câu B à cho nên à cho nên à nó được gọi là C. C nhá bởi vì nó được làm từ làng Bát Tràng nên nó mới gọi là gốm Bát Tràng còn có từ because à, bằng với Đùa C lại nhé C. C nữa hả cô không để ý Vâng. luôn á because in à sao là bởi vì còn because of thì nó không có đi được với mình đề câu tiếp theo nè look forward Sing to đi boy. với gì à Sing. quá bình thế À mà à. look forward to là một cụm phrasal verb của nó luôn mong Sing. đợi quá bình Lại nha B. một đề bị sao vậy For rồi you. who là người For you. For you those boy. số nhiều those bởi vì động từ love là giữ nguyên thì vậy là câu Lại này của C B rồi. được hả vậy là câu này của B à Câu này có A, mercy ạ. à mercy Bây giờ mới có A. tiếp nào down Turn down ạ, C. à turn down cậu ta mời mà tôi từ chối À, câu này còn trong đề cương của con. Keep gì đây? Keep up with ạ. À, keep up with. Tôi học rất là chăm chỉ hơn. Tôi học chăm chỉ hơn để tôi bắt kịp cậu ta. Đùa lại C. Còn câu 14 là B của How to make. À, how to what? Used to. YouTube ạ. I used to Toàn bộ các câu full B và full C có một câu A. nhưng mà đi thi đừng có ngồi đếm ABC nhé tại vì ngày nay người ta đã không không có không còn chia 25 25 nữa đó không ví dụ bạn nào mà bài này mà lụi 25% A với D là mất điểm rồi phải dính B với C đúng không rồi còn 3 unit nữa sao cô sửa ha
Nếu còn thời gian thì cô sửa phần reading, còn không thời gian nữa thì reading về nhà tự làm trước rồi đi thi gặp thì còn biết đường làm. Thứ tư làm Buôn bài ba kiểm tra. ngày Chưa? Bài tập về nhà. Rồi, ôn chuyên đề nhé. Ôn chuyên đề 6 cho tới chuyên đề 12. Thứ tư kiểm tra. Rồi nhớ in đề. Nhà nhắn nhắn cô lấy pass nhé. quen ông luôn nóng Còn cái phần reading thứ tư làm mà còn giờ thì cô sửa đề reading trong đề cương này, còn không thì con này con tự làm trước đi, đi thi con gặp lại con biết đường con mò, tại đi thi thời gian nó gấp rút quá làm không kịp, rồi bạn toán nào văn xong thi con cùng một nghỉ. ngày và mình ạ. Còn Dạ anh thì thi ngày 20 tháng 12. Toán à văn cần thi thi cùng một ngày. à, Toán văn thi cùng một ngày cô ạ. 20 tháng 12 ạ, à, còn có 10 ngày nữa Hai thôi mà. 11 cô ơi, 11 ngày nữa. á. Rồi, nghỉ nha. Cô gửi đề vào group nhé. Vâng. Goodbye class. Good night. Goodbye.